Chào mừng các anh chị đến với buổi livestream ngày số 13 trong chuỗi livestream 21 ngày nâng tầm phong cách sống, chủ đề tư duy thịnh vượng phần 3. Có bao nhiêu trong số các anh chị đang mong muốn mình có cuộc sống dư giả thịnh vượng, muốn có một cái sức khỏe tốt, có những mối quan hệ hòa hợp, giàu có về tài chính, giàu có về trí tuệ? Thì chúng ta trong cuộc sống mà có những cái điều chưa như ý mình mong muốn, vậy thì chúng ta cần phải cài đặt lại những cái tư duy mới, những cái niềm tin mới, học theo người thành công, học theo người có kết quả mà mình mong muốn. Lời đầu tiên, Hằng xin chúc cả nhà một ngày tràn đầy năng lượng. Hôm nay thì Hằng không tuyên truyền về cái tôn giáo đạo giáo nào cả, mà Hằng chia sẻ những cái kiến thức Hằng học tập từ những người thầy trí tuệ tâm sáng rất là thành công. Thầy đã giúp cho hàng chục nghìn anh chị em thay đổi cuộc sống về sức khỏe, mối quan hệ và tài chính, là những cái kinh nghiệm phát triển bản thân, kinh nghiệm về kinh doanh. Các anh chị biết rằng là năng lượng là ngân lượng, năng lượng là tất cả mọi thứ, khoa học đã chứng minh. Năng lượng là sức khỏe, năng lượng là tinh thần, là tài sản. Người có năng lượng cao là người chiến thắng trò chơi về sức khỏe, trò chơi về mối quan hệ, trò chơi về tài chính. Và chúng ta muốn có cuộc sống thịnh vượng thì chúng ta học theo bốn cái thói quen của người thành công. Thói quen đầu tiên là ứng dụng quy luật nhân quả. Hãy gieo đi lòng biết ơn. Chúng ta hãy gieo đi những cái hạt giống yêu thương tích cực, những cái hạt giống giàu có. Để có được sự giàu có toàn diện thì chúng ta cần phải có lòng biết ơn. Nên là hãy trân trọng và biết ơn những cái gì mình đang có. Ví dụ như biết ơn sức khỏe của mình, biết ơn từng tế bào, từng cơ quan trên cơ thể của mình này, biết ơn bộ não thông minh trí tuệ đã luôn cho mình những cái ý tưởng tuyệt vời, biết ơn trái tim ấm áp tràn đầy tình yêu thương luôn khỏe mạnh, nó liên tục làm việc để bơm máu đi nuôi cơ thể, rồi biết ơn mối quan hệ, biết ơn tài sản. Đây là những cái kiến thức khoa học. Tất cả những cái gì xung quanh chúng ta nó đều mang năng lượng. Nên là chúng ta cần phải biết ơn cả những cái tài sản của mình, như là biết ơn ngôi nhà mình đang ở đã giúp cho mình che nắng che mưa, biết ơn chiếc xe của mình đang đi để giúp cho mình đi được đến nơi mình mong muốn an toàn. Rồi biết ơn bộ quần áo mình đang mặc, nó cũng là năng lượng các anh chị. Và thói quen thứ hai của người thành công đó là tập trung vào sự đầu tư. Đó là có một cái quỹ gọi là quỹ tự do tài chính. Thì các anh chị chuẩn bị một cái lọ thủy tinh hay là lọ nhựa trong suốt. Mỗi ngày chúng ta bỏ vào đó ít nhất là một tờ tiền, ít nhất là một lần, ít hay nhiều không quan trọng. Vì các anh chị biết về luật hấp dẫn và sức mạnh tiềm thức ấy, thì nó không biết, không phân biệt về con số. Cho nên là có những người nói là mỗi ngày bỏ 1.000 hay là 10.000 vào thì bao giờ tôi mới giàu. Nhưng mà khi chúng ta hàng ngày rèn luyện bỏ quỹ tự do tài chính thì tiềm thức nó hiểu rằng nó không phân biệt con số, mà nó không biết thật là hay là giả vờ. Nên là nó thấy nó nghĩ rằng là chủ nhân của tôi đang tập trung vào sự dư giả, tập trung vào cái sự phát triển gia tăng tài chính. Và đây là một cái quỹ gọi là quỹ đầu tư cho một tương lai huy hoàng. Nếu mà chúng ta có nhiều tiền, có ít thì bỏ ít, có nhiều thì người thành công thường họ trích ít nhất là 10% cái lợi nhuận của mình để bỏ vào quỹ tự do tài chính. Có nhiều thì có thể cho vào một cái số tài khoản và sử dụng đúng mục đích, đúng cái sứ mệnh là giúp cho chúng ta tự do tài chính. Và các anh chị có thể dùng một quyển sổ để ghi lại số dư vào cuối ngày cái quỹ tự do tài chính đó. Và cái thói quen thứ ba là rất là quan trọng, đó là ăn mừng thành công. Vì số đông chúng ta không được dạy cái ăn mừng thành công, là chúng ta ghi nhận chính mình, ăn mừng từ những cái thành công nhỏ thì mới có thành công lớn. Ví dụ như chúng ta đi đường thông thoáng an toàn, gia đình vui vẻ cả ngày, hay là tập thể dục 30 phút, hay dậy sớm đọc sách, hay phát triển bản thân, đó cũng là những cái thành công.
và chúng ta phải ghi nhận từ những thành công nhỏ, tích tiểu thành đại, thành công nuôi dưỡng thành công và thành công nối tiếp thành công. Và cái thói quen thứ tư của người thành công đó là tuyên bố. Bình thường chúng ta nhiều khi cứ hay nói chuyện một mình ấy, chính là chúng ta đang nói chuyện với chính mình, đang nói chuyện với cái bạn tiềm thức của mình, với cái tiềm năng 90% bên trong mình. Có nhiều người chưa biết đến sức mạnh tiềm thức nhưng mà họ lại biết nói chuyện với con người bên trong mình. Đó là cái bạn tiềm thức. Và tuyên bố những cái tư duy của người thành công, những cái tư duy thịnh vượng. Ví dụ trong cuốn sách Bí mật tư duy triệu phú của tác giả ông T.H. Eker. Đây là cuốn sách Bí mật tư duy triệu phú của tác giả ông T.H. Eker, các anh chị. Hằng đang chia sẻ những cái tư duy trong cuốn sách này là những kiến thức mà Hằng được học từ những người thầy của mình, những người thầy rất là thành công, những người thầy nằm trong top 1%, top 5%, và những người giàu có thành công trên thế giới. Và chúng ta tuyên bố hàng ngày, trong nhóm học tập của Hằng thì hàng ngày tuyên bố 2 lần. Ví dụ như sáng, tối là tuyên bố những cái tư duy để giúp cho mình thành công ấy, thì chúng ta cứ tuyên bố lặp đi lặp lại, giống như là mình nghe hàng xóm mở một cái bài hát mà lúc đầu mình không thích ấy, thì cứ nghe lặp đi lặp lại, nó thành quen và mình cũng thấy hay, rồi mình hát theo luôn, không biết hát theo lúc nào không biết. Và trong những buổi trước thì Hằng cũng đã chia sẻ là người nghèo ấy thì đã chia sẻ được 4 cái tư duy thịnh vượng. Thứ nhất là người nghèo thì họ tin rằng cuộc sống của họ toàn là những cái điều bất ngờ xảy đến. Còn người giàu thì họ tin là tôi làm chủ cuộc đời của tôi tạo ra cuộc sống của tôi. Cái tư duy thịnh vượng số 2 là người nghèo tham gia cuộc chơi để không bị thua, còn người giàu thì họ tham gia cuộc chơi để giành chiến thắng. Tư duy số 3 là người giàu thì họ quyết tâm làm giàu, còn người nghèo thì họ chỉ muốn trở nên giàu có. Tư duy thứ 4 là người giàu thì họ dám nghĩ lớn, còn người chưa giàu thì nghĩ nhỏ. Bởi vì nghĩ mà mình còn không dám nghĩ thì làm sao mà chúng ta có được, đúng không ạ? Thì chúng ta không có những cái hành động mới, không có những niềm tin mới, tư duy mới, thì chúng ta chỉ có kết quả cũ mà thôi. Và có một cái điều là top 1% sở hữu 96% tài sản trên thế giới, còn top 99% chỉ sở hữu có 4% tài sản trên thế giới thôi, các anh chị. Và hiện tại các anh chị đang làm cái cách cũ 5 năm, 10 năm, cái kết quả của anh chị có như mình mong muốn hay chưa? Có sức khỏe tốt chưa? Có mối quan hệ hòa hợp chưa? Tài chính đã dư giả chưa? Nếu như chưa, vậy thì vẫn cái công việc cũ, suy nghĩ cũ, hành động cũ. 5 năm tới, 10 năm tới thì chúng ta có kết quả mới được không? Vậy thì có nên học tập từ những người thành công, từ những người đã có kết quả không anh chị? Và hôm nay thì Hằng tiếp tục chia sẻ cái tư duy thịnh vượng số 5. Người chưa giàu thì tập trung vào khó khăn và vấn đề, nhưng người giàu thì họ luôn chú tâm vào cơ hội. Người giàu thì họ chịu trách nhiệm 100% về kết quả họ nhận được. Họ đón đợi thành công, họ nhìn vào vấn đề là họ luôn thấy cơ hội. Vì họ luôn chấp nhận những cái rủi ro. Còn người chưa giàu thì họ tập trung vào những khó khăn và vấn đề. Họ nghĩ lỡ như thất bại thì sao? Lỡ thất bại thì phải làm thế nào? Rồi thiếu tự tin vào cái năng lực của họ. Họ luôn thấy trở ngại, họ không sẵn sàng hành động. Người giàu thì họ luôn tập trung vào những điều họ muốn. Người chưa giàu thì luôn tập trung vào điều họ không muốn. Người giàu thì họ thấy cơ hội là họ lập tức nắm bắt lấy nó, hành động ngay để trở nên giàu có.
Ví dụ như trong cái giai đoạn năm 2019, 2020 đấy, các anh chị biết là một cái hộp khẩu trang bình thường người ta bán có 30.000 đến 50.000. Thế nhưng mà đấy lại là cơ hội cho một số người, người ta làm giàu. Người ta nắm bắt được những cái thông tin, người ta dự đoán trước được thị trường. Và người ta ủ khẩu trang, họ bán có khi gấp 5, gấp 7 lần, có khi gấp 10 lần. Bản thân hàng cũng phải mua 350.000 một hộp khẩu trang các anh chị. Cho nên là đấy là những người, người ta biết nắm bắt những cái cơ hội. Trong vấn đề nó luôn có những cái cơ hội. Và sau đó một số người mới thấy cơ hội đi theo sau. Thì cái lúc đó lại không bán được nữa. Và bán giá rất rẻ. Nên là người giàu thì họ thấy cơ hội là lập tức họ nắm bắt lấy nó. Họ hành động ngay để trở nên giàu có. Trong khi người chưa giàu thì tôi đang tìm hiểu, tôi cần phải chuẩn bị, tôi đang nghiên cứu, tôi đang đợi thời cơ đến, đợi thiên thời địa lợi nhân hòa tôi mới làm. Nhưng cái cơ hội nó không bao giờ đến. Nếu như hiện tại anh chị mà chưa giàu thì anh chị đã chờ đợi bao nhiêu lâu rồi? 5 năm, 10 năm hoặc là hơn thế nữa. Anh chị đã có cơ hội chưa? Anh chị muốn đợi 5 năm, 10 năm nữa, nó đã đủ chưa? Anh chị có muốn đợi nữa không? Và cái kết quả của chúng ta nó đến từ cái suy nghĩ. Để thấy được cơ hội thì cơ hội thực sự nó luôn ẩn sau những cái lớp vỏ là vấn đề. Là cơ hội giúp chúng ta trở nên giàu có luôn ẩn nấp sau những cái khó khăn. Kho báu thì luôn luôn được chôn ở những, ở dưới những cái lớp đất đá, bụi, dơ bẩn. Kim cương thì luôn được chôn sâu ở dưới lòng đất. Và cái cơ hội thì nó đến từ thị trường. Cơ hội nó đến từ chính chúng ta. Và có một câu chuyện vào thế kỷ trước ở nước Mỹ thì họ bắt đầu khai phá cái miền Tây. Có những cái chàng nổi tiếng, những cái chàng gọi là chàng cao bồi ấy. Và có những cái bộ phim về chàng cao bồi rất là nổi tiếng đấy các anh chị. Cao bồi có nghĩa là cowboy, là những cái người chăn bò ở vùng miền Tây, chủ yếu là đồi núi và sa mạc. Cũng có một số cái đồng cỏ, có nhiều người họ thấy không có bất cứ cái cơ hội nào ở đây cả. Thế nhưng lại có những cái người họ thấy cái sa mạc đó là một cái thứ, đó là vàng. Có rất nhiều những cái con vật sinh sống, nó nguy hiểm và nó không an toàn. Nhưng có những người họ chấp nhận rủi ro, họ đến vùng đó. Vì ở đó không có luật pháp. Rồi có những cái không an toàn như là có thú dữ, có cướp giật. Nhưng vấn đề có những người, người ta đi trước ấy, người ta chấp nhận và người ta nắm bắt được những cái cơ hội thì họ đào được rất là nhiều vàng và trở nên giàu có. Và sau đó thì có những người thấy cơ hội thì mới đi theo sau. Thì cái lúc đó là không còn vàng nữa các anh chị. Và sau đó thì có những người đi đào vàng thì không có. Bởi vì là người ta đã trở nên giàu có hết rồi. Rồi họ lại bỏ đi, số đông họ lại bỏ đi cái nơi khác. Và những cái mảnh đất mà họ đã đào vàng ấy thì đất nó lại trở nên tơi xốp. Thì họ bắt đầu gieo hạt, trồng rau, họ trồng cỏ trên sa mạc. Và có rất nhiều cái đồng cỏ. Bắt đầu ngành trồng trọt, chăn nuôi phát triển. Rồi
một trong những cái sự phát triển đó là ngành chăn nuôi bò. Những cái người trồng trọt chăn nuôi trở nên những cái ông chủ trang trại gia súc, và họ cũng kiếm rất là nhiều tiền. Từ đó thì có những người chăn bò được sinh ra gọi là chàng cao bồi, các anh chị. Và có nhiều người thì nói đó là rủi ro, nhưng số ít họ lại trở nên giàu có. Nên cơ hội nó không được nhìn rõ. Cơ hội luôn luôn nằm sau những cái vấn đề. Nên là bạn đi theo số đông thì bạn sẽ nằm trong cái nhóm số đông thôi. Em chào chị Lan Hương, xin chào cả nhà. Và sau đó lại có những người họ đến trồng cỏ nuôi bò sau thì họ không thành công. Họ đi sau thì họ không thành công. Chào em Hạnh nhé, xin chào cả nhà. Và có những người họ lại đào đất để trồng cây, để trồng trọt chăn nuôi, thì họ lại thấy dưới đất ấy có một cái chất lỏng màu đen. Và nhiều người thấy thì họ thấy lạ và họ bỏ đi. Còn số ít người thì họ lại ở lại. Họ mua những cái máy khoan để họ khai thác cái chất đen đó. Và đó chính là dầu mỏ. Và đã rất nhiều người trở thành tỷ phú, trở thành vua dầu mỏ của nước Mỹ. Và anh chị thấy là trong cái rủi ro của người này, nhưng lại là cơ hội của người khác. Nên cần xem cái vấn đề của người này có phải là cái cơ hội hay không. Không phải chờ cơ hội mà nó đến từ chính chúng ta. Chúng ta có nắm bắt được cơ hội hay không? Và có những người có tầm nhìn, có những người có gan và may mắn sau đó thì họ lại thành công. Và cơ hội thì luôn nằm sau những cái vấn đề. Cơ hội chỉ dành cho những cái người đủ khao khát. Đây là những cái kiến thức Hằng học tập từ người thầy. Thầy rất là giỏi. 24 tuổi thầy đã trở thành triệu phú. Và năm nay thầy 30, 31 tuổi. Thầy đã nằm trong top 1% những người giàu có thành công trên thế giới. Và Hằng cũng đang học tập cùng với rất nhiều cô bác, anh chị em. Đã ứng dụng những cái kinh nghiệm, trải nghiệm về phát triển bản thân, về kinh doanh của thầy chia sẻ, và đã có rất nhiều những kết quả tuyệt vời về sức khỏe, mối quan hệ và tài chính các anh chị. Nên là hôm nay Hằng ghi chép, chia sẻ lại. Và chúng ta nắm bắt được những cái cơ hội thì chúng ta đều phải trả một cái giá nào đó. Ví dụ như chúng ta phải bỏ công sức, bỏ thời gian để nghiên cứu về thị trường, để chúng ta hiểu biết được là chúng ta kinh doanh, để hiểu về cái kinh doanh. Và chúng ta không thể kinh doanh với một cái đầu rỗng tuếch, không thể thành công được. Và ai sẽ mua sản phẩm của bạn nếu bạn không hiểu cái thị trường này, không hiểu cái sản phẩm này. Ví dụ như anh chị có sẵn sàng đi khám một bác sĩ mà họ không biết gì, họ không giỏi về ngành y. Nên phải có sự hiểu biết, và con người thì cần được sự giáo dục. Khi chúng ta có sự hiểu biết, chúng ta được giáo dục, được học, được dạy, thì chúng ta sẽ nắm bắt được những cái cơ hội an toàn. Và tiếp theo là cái tư duy thịnh vượng số 6. Đó là người chưa giàu thì họ bực tức với người thành công và giàu có. Còn người giàu thì họ ngưỡng mộ những cái người thành công và giàu có. Theo ngạn ngữ Hula là hãy chúc mừng cho những người giàu. Anh chị để ý là có rất nhiều người thấy một người giàu ấy là họ tìm cái lý do nào đó rồi nói không tốt về họ. Và các anh chị đoán xem những cái người mà nói không tốt về người giàu ấy thì xem họ có giàu hay chưa.
Và thường những người đó thì không có nổi 50 triệu trong tài khoản. Nên nếu thực sự chúng ta mong muốn thành công thì có một điều là chúng ta chỉ có thể trở thành cái người mà chúng ta ngưỡng mộ. Chúng ta chỉ có thể đạt được những cái điều chúng ta theo đuổi. Chúng ta chỉ có thể đến được những cái nơi mà chúng ta có cái mục tiêu chúng ta ngắm tới. Và cái hành trình thành công thì nó không phải là bạn đạt được gì, mà bạn sẽ trở thành ai, trở thành người như thế nào. Bạn sẽ giúp được bao nhiêu người, bạn sẽ trao được giá trị cho bao nhiêu người, cho cái thị trường. Có câu là giá trị bạn nhận được bằng tư duy gốc rễ của bạn cộng với giá trị bạn trao cho thị trường. Đây là một cái tư duy cực kỳ quan trọng của những người kinh doanh thành công, của những doanh nhân thành đạt các anh chị. Ví dụ như là một người trúng số hay là một người được thừa kế tài sản từ cha, từ mẹ thì họ không có khả năng kiếm tiền, không có khả năng quản lý số tiền đó thì họ cũng không có đủ cái giá trị để quản lý và phát triển số tiền. Và đương nhiên số tiền đó nó sẽ dịch chuyển sang những cái người mà có giá trị cao hơn. Và giá trị của bạn tới đâu thì tư duy của bạn tới đâu, giá trị của bạn tới đâu thì tiền của bạn tới đó. Các anh chị có nghe về câu chuyện công tử Bạc Liêu được thừa kế một cái tài sản khổng lồ, giàu ngang với vua Bảo Đại thời đó. Thế nhưng mà không có tư duy quản lý tiền, không có tư duy phát triển dòng tiền thì cũng chỉ sau một thời gian anh ta tiêu xài hết và còn nợ nần chồng chất. Nên là chúng ta có sẵn sàng phát triển, sẵn sàng gia tăng giá trị bản thân để thành công và làm gương cho con của mình. Anh chị thành công không chỉ là con của anh chị được thừa hưởng cái tài sản anh chị kiếm được, mà còn thừa hưởng cái lớn nhất, đó là trí tuệ của anh chị. Khi chúng ta có trí tuệ, chúng ta có tư duy thì chúng ta mới dẫn dắt được con chúng ta tốt. Đó là cái trí tuệ, là cái tri thức của mình. Các anh chị có công nhận rằng là trong quá khứ ấy, chúng ta đã có những cái câu hỏi chúng ta không biết cách trả lời, và hỏi bố mẹ chúng ta cũng không biết. Vậy thì nếu như anh chị là người thành công, thì chúng ta sẽ có những cái hướng đi cho con của mình. Nên là hãy học theo người thành công để mình thành công trước đi các anh chị, để làm gương cho con của mình. Và bản thân Hằng cũng có rất là nhiều thành công các anh chị. Hằng đang học tập và phát triển theo người thành công. Thì con gái của Hằng 19 tuổi, bạn ấy cũng đã nhìn thấy những cái tầm nhìn, nhìn thấy những cái xu hướng về phát triển kinh tế, phát triển bản thân, phát triển trí tuệ. Và cái điều đầu tiên mà Hằng quyết tâm với bản thân mình là bằng giá nào Hằng cũng phải đi trên cái hành trình này. Bởi vì Hằng đã nhận được quá nhiều giá trị và mình mong muốn làm gương cho con của mình. Không thì sau này con của mình nó cũng lại giống mình thôi. Yêu thương người khác không đúng cách, không có tư duy về hạnh phúc, về sức khỏe, về tài chính thì chúng ta cũng không thể thay đổi được. Và chúng ta cũng chỉ có kết quả như những cái người xung quanh chúng ta, như bố mẹ chúng ta thôi. Bởi vì ngày xưa bố mẹ chúng ta không được học, không có cái môi trường để phát triển bản thân như bây giờ, không có công nghệ thông tin để mà học tập như bây giờ. Chúng ta không trách họ. Thế nhưng chúng ta có cơ hội
thì chúng ta hãy học tập và phát triển, được không các anh chị? Thì đây là những cái tư duy trí tuệ của những người top 1%, top 5%, những người giàu có, những người hạnh phúc. Thì nó là những cái kiến thức người ta đã nghiên cứu, là kiến thức khoa học. Thì chắc chắn là nó phải là đúng, đúng không ạ? Thế nhưng mà thực tế thì Hằng cũng không nói rằng nó là đúng hay sai. Nhưng mà quan trọng là kết quả tạo ra tài chính. Chúng ta hạnh phúc hơn, khỏe mạnh hơn. Và cái vấn đề ở đây là người giàu thì họ ngưỡng mộ những người thành công và giàu có. Còn người chưa giàu thì họ không thích những người thành công và giàu có. Có 3 cái dấu hiệu nhận biết người không giàu có về mặt tư duy, sức khỏe, tài chính. Là bên trong chúng ta có những cái hạt giống, nó sẽ tạo ra cái kết quả bên ngoài. Và quyền năng lớn nhất của con người đó là quyền được lựa chọn. Bạn có quyền lựa chọn môi trường nào để nuôi dưỡng cái hạt giống đó. Nếu anh chị muốn khỏe mạnh thì hãy dành thời gian vào cái môi trường có nhiều người khỏe mạnh. Muốn giàu có, muốn phát triển cái trí tuệ của mình thì hãy dành thời gian tham gia vào những cái môi trường có những người đang giỏi lên, đang phát triển. Ví dụ như là những cái nhóm đọc sách, nhóm phát triển bản thân. Cho dù bạn có cái tâm tốt như thế nào, nhưng nếu mà không có sự hiểu biết thì có khả năng bạn cũng không thành công. Thậm chí những cái ý định tốt nhưng mà không có sự hiểu biết sẽ dẫn tới những cái kết quả không tốt. Có những người có tâm rất là tốt, thế nhưng mà thiếu hiểu biết lại có thể trở thành cái quân cờ cho những người xấu, những cái người có hiểu biết. Nên là chúng ta hãy là những cái người hiểu biết, tri thức, có trí tuệ. Và tri thức là sức mạnh. Nên là tôi đầu tư cho trí tuệ của mình, tôi đầu tư cho giá trị của mình. Bởi vì giá trị tăng lên, chúng ta là người tốt nữa thì chắc chắn không sớm thì muộn chúng ta cũng thành công. Và cái môi trường cũng cực kỳ quan trọng các anh chị. Cái môi trường học tập, môi trường làm việc, nó cũng giống như là một cái bó đuốc đang cháy rất là to, nhưng chúng ta ném xuống cái hồ thì nó cũng tắt. Hoặc là một thanh củi đang cháy, một thanh củi ướt mà ném vào cái đống củi đang cháy to thì cỡ nào nó cũng cháy các anh chị. Cho nên là cái môi trường chúng ta làm việc, cái môi trường học tập phát triển nó cũng cực kỳ quan trọng. Nên là có rất là nhiều người trên thế giới làm việc rất chăm chỉ nhưng mà không có giàu. Bởi vì cái niềm tin của họ nó không giúp cho họ thành công. Cái hệ thống niềm tin nó đến từ những cái kinh nghiệm trải nghiệm của chúng ta. Thế thì những cái kinh nghiệm trải nghiệm của mình là gì? Mình có được học những cái kinh nghiệm của người thành công không? Hay là học cái kinh nghiệm nhìn thấy, nghe thấy, được dạy những cái kinh nghiệm của những cái top người dưới top người 95% chưa thành công, giàu có, thì chúng ta cũng chỉ có kết quả giống họ. Nên là những cái niềm tin ấy, đó là những cái kinh nghiệm trải nghiệm. Thì bây giờ chúng ta muốn có cái niềm tin nó hỗ trợ cho sự thành công thì chúng ta phải học tập phát triển, học theo người thành công. Và xung quanh chúng ta toàn là người không thành công thì mình cũng không thể học được cái gì để giúp cho mình thành công cả. Và ngày xưa, ví dụ như ngày xưa chúng ta hay học ấy, hay được nghe những cái câu chuyện cổ tích, nào là lão nhà giàu hà tiện, lũ cường hào ác bá. Và người giàu là người không tốt, người giàu là làm cái gì đó không đúng, và chúng ta không thích họ. Mà người giàu là người nhiều tiền, chúng ta không thích họ có nghĩa là mình cũng không thích tiền. Tiền cũng là năng lượng. Nên là thay vì những cái suy nghĩ không tốt về người giàu thì hãy ngưỡng mộ và noi gương họ.
Khi các anh chị biết về tiềm thức thì là mình ngưỡng mộ và noi gương, mình ngưỡng mộ những người thành công, mình cảm thấy hạnh phúc và chúc phúc cho họ, là mình đang nói với tiềm thức của mình là tôi thích điều đó. Thì tiềm thức nó chiếm đến 90% trong tâm thức của chúng ta, nhưng nó lại không phân biệt đúng sai, nó không phân biệt là thành công của ai, thì nó sẽ đồng ý và cho thêm khi chúng ta có cảm xúc hạnh phúc. Và tiếp theo là tư duy số 7, là người chưa giàu thì họ giao du với những người tiêu cực hoặc thất bại, còn người giàu thì họ giao du với những người tích cực và thành công. Cái điều này thì nó rất là rõ rồi, vì nó bổ trợ cho cái tư duy ở bên trên. Và mây tầng nào thì hút mây tầng đó, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Vì bạn chơi với 5 người thành công thì bạn sẽ học được gì ở họ? Bạn chơi với 5 người thông minh, chơi với 5 người triệu phú thì bạn sẽ học được gì ở họ? Nếu bạn chơi với 5 người lười biếng, 5 người không có sự hiểu biết, không chịu phát triển, thì chúng ta sẽ học được gì ở họ? Và chúng ta có quyền được lựa chọn. Và trước đây Hằng cũng nghĩ là mình chưa thành công thì làm sao mà mình có những cái mối quan hệ với người thành công được. Thế nhưng Hằng thấy rằng là hiện nay có rất nhiều những người thầy thành công, họ đang cống hiến phụng sự rất là nhiều. Chúng ta có rất nhiều những người thầy dạy online. Đó là những cái môi trường để giúp chúng ta tiếp xúc được với người thành công. Hoặc là chúng ta đọc sách của người thành công để chúng ta học tập từ họ. Và chúng ta có quyền được lựa chọn. Có một điều là nếu anh chị không thích người giàu thì anh chị có muốn làm thân với họ không? Và tất cả những cái mối quan hệ nó đều cần phải được xây dựng và nuôi dưỡng, chứ không phải tự nhiên mà có. Ví dụ như từ hai người xa lạ, ví dụ có một số anh chị chúng ta kết bạn trên Facebook ấy, thì tại sao bản thân Hằng với một số anh chị không quen biết, thế nhưng tự nhiên có một cái trường năng lượng, có một cái nhờ cái luật hấp dẫn, chúng ta có một cái điều gì đó giống nhau nên mới thu hút nhau, đúng không ạ? Hay là vợ chồng chúng ta cũng vậy, cũng từ hai người xa lạ, cũng phải xây dựng, cũng phải có thời gian để xây dựng cái mối quan hệ. Sau đó chúng ta về ở chung một nhà, cùng chung chí hướng. Nên là muốn xây dựng những mối quan hệ với người giàu thì chúng ta ví dụ như là sẵn sàng mời người giàu đi ăn. Nên nếu anh chị là người có giá trị thì sẽ có những cái cơ hội, có những cái nguồn lực. Anh chị có trí tuệ, anh chị là người tích cực thì chúng ta sẽ nắm bắt được những cái cơ hội để chúng ta gia tăng giá trị, chúng ta tạo ra giá trị cho thị trường. Thì thị trường sẽ trả công cho chúng ta xứng đáng. Nên là chúng ta hãy chủ động trở thành người có giá trị. Khi chúng ta có giá trị thì có rất nhiều người muốn hợp tác kinh doanh với mình. Đó là tư duy số 7. Tiếp theo là tư duy thịnh vượng số 8. Người giàu sẵn sàng tôn vinh bản thân và giá trị của họ, còn người nghèo thì suy nghĩ tiêu cực về bán hàng và quảng bá. Có một điều là người chưa giàu ấy thì họ không thích và họ sợ bán hàng. Trước đây Hằng cũng rất là sợ bán hàng, không thích. Thế nhưng mà các anh chị có công nhận là những cái người thành công ấy là họ kinh doanh, chủ yếu là họ kinh doanh thì họ bán hàng mới có nhiều tiền, đúng không ạ? Và bán hàng thì có nhiều chiến lược, và cái chiến lược của người thành công ấy, bán hàng là giúp đỡ khách hàng, bán hàng là trao giá trị và rèn luyện mình trở thành một chuyên gia. Chuyên gia thì được trả tiền, còn người không chuyên thì
sẽ phải trả tiền các anh chị. Cho nên là người chưa giàu thì họ sợ marketing, sợ bán hàng, không thích quảng bá. Đây là một cái tư duy trong kinh doanh mà cái anh thị trường lại thích giá trị. Anh thị trường là những cái con người xung quanh chúng ta. Một thị trường có giá trị là có người mua và người bán. Tại sao ở những cái thành phố lớn ấy, họ lại giàu? Bởi vì là ở đó có nhiều người mua, nhiều người bán. Và nó kích thích cái thị trường. Những cái nơi mà có mua bán ấy, những cái nơi có kinh doanh thì có nhiều tiền. Ví dụ như anh chị đi làm một công ty thì ông chủ sẽ là người trả lương cho các anh chị. Vậy thì công ty phải tạo ra giá trị cho khách hàng thì ông chủ mới có lương, có tiền để trả lương cho các anh chị. Vậy thì ai là người đi kết nối khách hàng? Ai là người giúp cho công ty có doanh số? Giúp cho công ty có lợi nhuận để có tiền trả lương cho các anh chị? Có phải là bộ phận kế toán hay là nhân sự hay là ai đó? Đó chính là bộ phận marketing và sale các anh chị. Nếu bạn muốn trở nên thành công và giàu có, bạn phải làm xuất sắc sale và marketing. Chào em Hồng Vân, chào em Hạnh, xin chào cả nhà. Nếu bạn muốn trở nên thành công và giàu có, bạn phải làm xuất sắc sale và marketing. Những người thành công và giàu có, họ làm được những cái việc người khác không dám làm. Có thể lúc này anh chị chưa biết cách làm, nhưng nếu anh chị được học, được đào tạo thì anh chị có thể làm được không? Và có một sự thật là tất cả mọi thứ đều có thể học được. Không ai sinh ra đã là một thiên tài. Chúng ta cũng phải học ăn học nói. Và ngành nghề thì cũng phải học. Làm bác sĩ, làm giáo sư, làm luật, làm giáo viên, làm kế toán, tất cả chúng ta cũng đều phải học. Vậy thì làm giàu cũng có thể học được các anh chị. Và quan trọng là anh chị có tin là mình được đào tạo thì chúng ta làm được, thì chúng ta phải học. Và bao nhiêu trong số anh chị biết rằng nghề bán hàng là nghề kiếm nhiều tiền nhất? Thay vì sợ không làm được, sợ không làm xuất sắc. Nếu mà được đào tạo bài bản thì chúng ta cũng sẽ làm tốt, đúng không ạ? Nên là hãy sẵn sàng học hỏi, sẵn sàng phát triển, sẵn sàng bán hàng để thu nhập của chúng ta tăng lên và chúng ta chiến thắng cái trò chơi về tài chính. Ai mà chẳng có nỗi sợ. Bản thân Hằng trước đây rất là nhút nhát các anh chị. Ôi, chào con gái. Trước đây Hằng rất là nhút nhát. Thế ví dụ như cái việc live stream này, bởi vì Hằng rất là mê cái kiến thức này, Hằng đã nhận được quá nhiều giá trị, Hằng có rất là nhiều kết quả. Ví dụ như là bố Hằng trước đây ấy, mà Hằng học phát triển bản thân này là bố chưa ủng hộ. Bố còn nói những cái lời không hay để cho mình từ bỏ. Thế nhưng mà Hằng nhìn thấy con đường, Hằng nhìn thấy đây là cái con đường của người thành công, đây là kiến thức của người thành công. Thì Hằng ta quyết định cho mình phải học, bằng giá nào mình cũng phải học. Và sau đó thì bố đã comment chúc mừng trên Facebook. Bố chúc mừng con gái, thực sự vô cùng hạnh phúc các anh chị. Và bố cũng đã hiểu dần, bố theo dõi mình chia sẻ, bố cũng đã hiểu dần cái trí tuệ này rất là tuyệt vời. Nên là thay vì sợ không làm được thì chúng ta hãy làm, rèn nhiều lần, rèn luyện, làm lặp đi lặp lại thì chúng ta cũng sẽ làm được. Và mỗi ngày chúng ta tốt hơn 1% thôi, đúng không anh chị? Nên là hãy sẵn sàng học hỏi, phát triển. Sợ bán hàng thì hãy học bán hàng để chúng ta chiến thắng trò chơi về tài chính. Và Hằng đang có một nhóm học tập, có những người thầy trí tuệ tâm sáng rất là thành công, cầm tay chỉ việc, có bộ công thức của người thành công, có thể giúp cho chúng ta bứt phá về tài chính, có thể giúp cho chúng ta trở thành một doanh nhân thành công. Và có cả những kiến thức về
sức khỏe, kiến thức về hòa hợp mối quan hệ, làm sao để gia đình hạnh phúc hơn. Chúng ta có thể trở thành những người cha, người mẹ thông thái, làm gương cho con của mình, để dẫn dắt các con của mình trở thành một phiên bản tốt hơn và thành công về sức khỏe, thành công về tài chính, thành công về mối quan hệ. Đó là ba cái khía cạnh, nó như kiềng ba chân, ba cái khía cạnh chính trong cuộc đời của chúng ta. Và một cái môi trường Hằng đang học tập ấy, toàn là những người yêu thương, biết ơn, toàn là những con người tích cực, khỏe mạnh, hạnh phúc, sống thuận theo những quy luật của vũ trụ, thuận theo luật nhân quả. Và bản thân Hằng cũng đang trên cái hành trình rèn luyện. Và Hằng có một cái bộ công thức 21 ngày làm chủ sự giàu có, giúp cho chúng ta có thể thay đổi những cái tư duy, thay đổi những cái niềm tin gốc rễ. Là cái bộ công thức của người thầy Hằng đang học tập. Thầy thuộc top 1% những người giàu có trên thế giới. Nếu chị mong muốn được tặng thì nhắn tin cho Hằng gửi tặng các anh chị nhé. Và thầy nói câu rằng là bạn tin đi lỡ giàu thì sao? Rất nhiều người chia sẻ trong nhóm học tập của Hằng nhắc đến câu này. Và có câu phúc cho ai chưa thấy mà tin. Tuy nhiên là chúng ta tin thì chúng ta phải có cái sự hiểu biết, thì chúng ta tin nó mới an toàn, mới giúp cho chúng ta thành công được. Còn chúng ta không chịu phát triển mà đi tin, ví dụ như những cái thông tin bạn được tặng quà, bạn làm những cái thủ tục này, thủ tục kia, đã rất nhiều người bạn của Hằng đã bị không an toàn cái điều đó các anh chị. Vì không có cái gì làm là dễ dàng cả, cái gì nó cũng phải có giá của nó. Và chúng ta liên tục phát triển mỗi ngày để cuộc sống của chúng ta có những điều tuyệt vời hơn. Và anh chị thấy ý nghĩa thì có thể giúp Hằng chia sẻ cho nhiều người biết đến cái kiến thức khoa học này để chúng ta cùng ứng dụng. Và chúng ta hãy gieo nhân tốt để có một bầu trời quả ngọt. Và buổi chia sẻ hôm nay thì Hằng xin kết thúc ở đây. Hằng cảm ơn các anh chị đã theo dõi Hằng chia sẻ. Chúc cả nhà sức khỏe, hạnh phúc và thật nhiều phước lành, thành công trong cuộc sống. Xin chào cả nhà. Xin chào và hẹn gặp lại.